Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt được phát sóng vào lúc 17:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Ngoài ra thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi tại kênh fanpage VTV2 Chất Lượng Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì các vấn đề chăm sóc sức khỏe liên quan tới phụ nữ ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng, cũng như là nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, mà trong số đó thì phải kể đến đó chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Điều này thì không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người phụ nữ, giúp họ tránh xa khỏi những viêm nhiễm khó chịu hay thậm chí là những nguy cơ dẫn đến ung thư cổ tử cung nguy hiểm, mà còn giúp họ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và trong những phút sắp tới của chương trình thì Bảo Phong, Tuyết Ngân sẽ cùng với quý vị khán giả có những phút trao đổi cởi mở liên quan tới một chủ đề tưởng chừng như rất nhạy cảm. Và tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những vị khách mời rất đặc biệt thông qua một tiểu phẩm tình huống của chúng tôi đưa ra. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tinh. Ôi, chị. Em để quên tập tài liệu trên bàn của chị đây này. Ôi chết, em sơ ý quá lại để quên trên bàn của chị. Em cảm ơn nhé. Dạo này chị thấy em cứ nhớ nhớ quên quên thế nào ấy. Chắc là do công việc nhiều quá đấy. Phải không? Chị thấy thần thái của em là không được tốt đâu. Em không khỏe à? Không, em vẫn bình thường mà. Em đừng có giấu chị. Chị em phụ nữ chúng mình ấy, không khỏe là nhìn cái biết ngay. Đúng là không giấu được chị. Đợt này kinh nguyệt của em không được đều. Vừa rồi em phải dùng một liều thuốc viêm đường tiết niệu, nên là chắc là cơ thể dùng thuốc nên là nó cũng mệt mỏi đấy chị ạ. Mấy bệnh lý này đơn giản, điều trị dứt điểm là sẽ khỏi ngay, em đừng lo lắng quá. Nhưng mà em thì em chưa lập gia đình nên là em cũng hơi hoang mang ấy chị. Chị nói với em rồi, em đừng có lo lắng quá. Mấy bệnh này ấy, em mà điều trị dứt điểm là yên tâm ngay. Mà thật ra em cũng phải cẩn thận đấy. Bởi vì có thể là bệnh tuy đơn giản thôi, nhưng nếu mà em không điều trị cẩn thận thì không những ảnh hưởng đến sức khỏe, còn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này nữa đấy. Nghiêm trọng thế hả chị? Em thì em nghĩ hơi chủ quan với cả ngại, nên là cái việc này em cũng không dám chia sẻ với cả nói chuyện với cả ai ấy. Trời ơi, phụ nữ hiện đại mà lại còn ngại chia sẻ cả những chuyện này nữa à? Bảo sao? Ê sắc ế. Chị lại động vào nỗi đau của em rồi. Nhưng mà phải thú thật là em rất là ngưỡng mộ chị nhá. Ngoài công việc ra rất là bận rộn, mà lúc nào em cũng thấy chị trẻ trung xinh đẹp, da rẻ thì hồng hào, căng bóng hết cả lên. Này, chị có bí quyết gì chỉ cho em với? Cô lại quá khen rồi. Thật ra thì chị có bí quyết gì đâu. Em ý cứ ăn uống lành mạnh, rồi tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, lạc quan yêu đời thì đương nhiên là sẽ khỏe mạnh như sao. Thì nhiều khi em nghĩ là mình vẫn còn trẻ, còn khỏe cho nên là cũng hơi chủ quan. Mình phải biết yêu thương chăm sóc bản thân, dù ở độ tuổi nào cũng phải xinh tươi trẻ trung. Đấy mới là điều quan trọng. Chị nói chuẩn không cần chỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên gia y tế sẽ đồng hành cùng với chúng tôi ở trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là bác sĩ Vũ Thùy Dương, chuyên khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Và trong trường quay ngày hôm nay cũng có sự xuất hiện của diễn viên Băng Tình đến từ nhà hát kịch nói Quân đội. Chị cũng chính là người đã xuất hiện ở trong tiểu phẩm mà chúng ta vừa theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Mình rất vui khi hôm nay được nhận lời mời tham gia chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày mà lại chủ đề về sức khỏe phụ nữ. Một cái talk show rất là ý nghĩa đối với bản thân tôi. Diễn viên Băng Tình đang là thượng úy, làm việc tại nhà hát kịch nói Quân đội. Với gương mặt hiền hậu, cô thường được các đạo diễn chọn vào các vai kiểu như đáng thương và có nội tâm sâu sắc. Những bộ phim tham gia như Bếp Nhà, Blog Nàng Dâu, các chương trình Sống Chậm, Sống Vui, v.v. Trong vai trò là diễn viên kịch nói, Băng Tình cũng đã đạt được thành công nhất định với một số huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội cho vở diễn Dưới Cát Là Nước, huy chương bạc tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói, huy chương bạc Liên hoan sân khấu toàn quân. Sau khi mà theo dõi đoạn tiểu phẩm vừa rồi thì thật ra chính Tuyết Ngân cũng có rất là nhiều những cái suy nghĩ. Có lẽ là có rất nhiều những người phụ nữ cũng có nhận ra là mình có những cái dấu hiệu bất thường, nhưng mà đây là một vấn đề khó nói nên là cũng khó để mà đi thăm khám hay là mở lời để xin những cái lời khuyên hơn.
Không biết là trong tiểu phẩm thì như vậy, còn ở ngoài đời thì chị Băng Tình có dành một cái sự quan tâm hay là sự tìm hiểu về vấn đề này hay không ạ? Cảm ơn Tuyết Ngân. Trong cái tiểu phẩm mà Băng Tình vừa tham gia ấy, thì là cái cô gái mà tham gia trong tiểu phẩm đấy rất là ngại chia sẻ. Nhưng mà mình cũng chia sẻ trong cái cuộc sống đời thường của mình ấy, thì mình là một người phụ nữ mà rất là quan tâm đến sức khỏe phụ nữ, cho nên là mình cũng thường xuyên thăm khám định kỳ, cũng không có cái sự ngại, bởi vì là cái sức khỏe của phụ nữ, vì mình là một người phụ nữ mà chưa lập gia đình nên là cái vấn đề băn khoăn và lo lắng cũng đặt lên hàng đầu. Đúng là như vậy, những vấn đề sức khỏe sinh sản như thế này, nếu chúng ta không quan tâm thì nó có thể tác động hẳn đến những vấn đề sức khỏe tổng quát nữa, và đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý khi chúng ta lao động, phải không Băng Tình? Anh Bảo Phong chia sẻ rất là đúng, bởi vì là cái người phụ nữ người ta cần phải có cái sức khỏe thì mình cũng tự tin hơn trong cuộc sống này, để có thể trẻ trung xinh đẹp, điều đó mới là điều quan trọng. Vâng, chắc chắn rồi, không chỉ có Băng Tình đâu mà rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị khán giả nữ giới thì sẽ quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay với sự tư vấn cũng như là trợ giúp của bác sĩ Vũ Thị Dương. Và ngay bây giờ sẽ là một phóng sự, xin được mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Chăm sóc sức khỏe sinh lý nói chung không chỉ giúp phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa mà còn có ý nghĩa quan trọng với sức khỏe sinh sản của phái đẹp. Trong khi đó, đây là bộ phận vô cùng nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ, nên cũng là vấn đề mà các chị em rất hay ngại ngùng mỗi khi nhắc tới. Các chuyên gia cho biết, vệ sinh đúng cách cũng là một trong những nhân tố giúp chị em phòng tránh nguy cơ ung thư cổ tử cung. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, ước tính cứ 100.000 người phụ nữ thì có 20 trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung và 11 trường hợp tử vong. Với phụ nữ trong xã hội hiện đại, chăm sóc sức khỏe sinh lý nói chung là kỹ năng đặc biệt cần thiết, không chỉ đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ, tránh xa các bệnh viêm nhiễm khó chịu, thậm chí là ung thư cổ tử cung nguy hiểm, mà còn giúp phụ nữ trải nghiệm trọn vẹn hạnh phúc và giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều dấu hiệu mà cơ thể nói cho chúng ta biết là chúng ta đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe sinh sản hay là sức khỏe của phụ nữ. Vậy thì đa số là ở Việt Nam hay là với những người bạn của tôi á, thì khi mà họ đi thăm khám cũng là lúc mà những cái dấu hiệu đó đã trở nên nặng rồi. Vậy thì những cái nguyên nhân nào trong cuộc sống dẫn đến chuyện là người phụ nữ sẽ mắc những căn bệnh này ạ? Bệnh phụ khoa tức là bệnh mà liên quan đến cơ quan sinh dục của phụ nữ. Những bệnh này sẽ là gồm những bệnh như là viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm hộ, viêm âm đạo do vi nấm, tình trạng viêm nhiễm là rất là thường gặp. Tiếp theo nữa là những bệnh về u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, hoặc là những bệnh lây qua đường tình dục. Thì đấy là những cái phổ bệnh về bệnh phụ khoa. Thì bệnh thường gặp nhất là do viêm nhiễm. Vậy thì vấn đề vì sao mà lại xảy ra câu chuyện như vậy? Thì như chúng ta đã biết á, thì khi mà một âm đạo bình thường không có viêm nhiễm thì dịch âm đạo sẽ có màu trắng hoặc là trong, giữ được độ pH là khoảng từ 4.0 cho tới 4.5. Đó, là cái bộ pH hơi acid một chút đó, và đó, những âm đạo đó sẽ không có mùi, và những cái âm đạo đó thì sẽ có những hệ vi sinh được nằm trong âm đạo giữ cho được âm đạo khỏe mạnh. Thì hệ vi sinh này chúng ta sẽ thấy là nhiều vi khuẩn tên là lactobacillus. Khi mà hệ vi sinh này bị mất cân bằng, tức là số lượng vi sinh bị giảm xuống, lúc đó là bắt đầu có tình trạng viêm nhiễm, bởi vì những vi khuẩn có hại sẽ đến và cư trú. Thì lúc này á, là những yếu tố mà gây ra câu chuyện này là do là thứ nhất là ô nhiễm môi trường, thứ hai là khí hậu nóng ẩm, thứ ba nữa là có thể là do cuộc sống bộn bề và chúng ta bị stress và ăn uống không đầy đủ. Thì tất cả những yếu tố đó có thể dẫn tới sự mất cân bằng của hệ vi sinh trong âm đạo. Thì nguyên nhân chúng ta cứ nghĩ là chỉ có vi khuẩn xấu tới thôi, nhưng mà chúng ta lại quên mất rằng là muốn duy trì được một sức khỏe về phụ khoa thì cũng lại chúng ta phải để ý tới ngay từ những niêm mạc phụ khoa phải tốt đó, và những cái lợi khuẩn trong âm đạo của phụ nữ phải tốt thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt nhất, còn nếu không chúng ta sẽ dễ bị viêm nhiễm đó. Khi mà viêm nhiễm như vậy thì sẽ có những khí hư bất thường, có mùi hôi đó, và khi niêm mạc âm đạo bị tổn thương thì sẽ dẫn tới sự ngứa ngáy hoặc là đau đó. Đó là nguyên nhân do viêm nhiễm. Còn những bệnh khác, ví dụ u nang vừa nãy chúng tôi có đề cập tới, thì bệnh u nang này thì sẽ do yếu tố về nội tiết hoặc là những yếu tố về di truyền. Dạ, như bác sĩ chia sẻ đấy thì Băng Tình cũng có thể hiểu biết thêm được những cái nguyên nhân về dẫn đến các bệnh về phụ khoa của phụ nữ. Nhưng mà nếu như mà cái tình trạng bệnh này mà chúng ta mới để nó tiến hành lâu ấy thì nó có dẫn đến những nguy cơ như thế nào ạ?
giống như em vừa nói đó, là nếu mà như cái tiểu phẩm vừa rồi là các bạn chị em phụ nữ mà có những vấn đề triệu chứng về phụ khoa thì thường là ngại. Vâng. Đó, thì chính vì ngại như thế sẽ dẫn đến trì hoãn sự đi khám, để đến khi bệnh giai đoạn muộn rồi, giai đoạn trễ rồi sẽ khó điều trị hơn. Đó, thậm chí có một số chị em phụ nữ ngại quá không đi khám mà lại tự mua thuốc. Đó, tự mua thuốc kháng sinh hoặc là thuốc kháng nấm hoặc là thuốc nội tiết tố để tự điều trị cho mình luôn. Đó, thì những cái này cũng rất là gây hại, vì khi mà điều trị không đầy đủ như vậy á, thì sẽ dễ dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh đó, hoặc là bệnh dễ tái phát và điều trị sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đó. Và khi mà cái tình trạng viêm nhiễm hoặc những tình trạng bệnh lý phụ khoa mà mình không được điều trị sớm như vậy sẽ làm tổn thương cái niêm mạc ở trong đường phụ khoa, tổn thương trong đường âm đạo, thì làm cho chị em phụ nữ dễ bị mắc những bệnh lây qua đường tình dục. Đó. Và ảnh hưởng tới sức khỏe chung và sức khỏe sinh sản nếu mà không được điều trị đầy đủ. Thế thì khi chúng ta có những biểu hiện như thế nào thì chúng ta sẽ đi khám hả bác sĩ? Một số bệnh phụ khoa đó thì đúng là trong giai đoạn đầu lại không có triệu chứng gì hết, rất là đáng lo ngại. Đó. Nên là không có triệu chứng gì hết, nên chúng ta sẽ không biết để chúng ta đi khám. Đó. Nên là chúng ta sẽ phải đi khám định kỳ đó, từ 6 tháng cho tới 1 năm hoặc là gần hơn nếu mà chúng ta đang có bệnh lý mà cần theo dõi theo chỉ định của bác sĩ. Rồi. Còn khi mà những triệu chứng ở bệnh phụ khoa chúng ta sẽ thấy là gì? Thứ nhất là dịch âm đạo của chúng ta không còn bình thường nữa. Bình thường là màu trắng hoặc trong, có thể tiết nhiều hoặc ít tùy theo cái chu kỳ kinh nguyệt, tùy theo nội tiết tố của bản thân người phụ nữ. Nhưng mà bây giờ cái dịch đó lại ra bất thường, nó có màu sắc thay đổi, nó không còn màu trắng vào trong nữa, có thể màu xanh hoặc là những màu có mùi, đó, khí hư bất thường. Đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo nữa là chúng ta bắt đầu có những cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bình thường thì chắc chắn là về chúng ta sẽ phải khỏe mạnh thì chúng ta sẽ không bị cái cảm giác đấy. Nhưng mà khi bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, đau rát khi rửa, khi vệ sinh hoặc khi sinh hoạt tình dục, đó là những cái dấu hiệu đau là chúng ta cũng phải lưu ý để chúng ta đi khám. Tiếp theo nữa là về vấn đề kinh nguyệt. Kinh nguyệt thường người phụ nữ sẽ khá là đều đặn nếu chúng ta có sức khỏe tốt. Nếu mà kinh nguyệt bất thường hoặc là ra những ra huyết bất thường không phải đúng chu kỳ, đó là những dấu hiệu chúng ta cũng cần phải đi khám luôn. Và một số cái bệnh lý về phụ khoa lại có biểu hiện là đau bụng. Đó, đau bụng hoặc là những cái u sơ chúng ta sẽ thấy là tiềm ẩn trong đó sẽ có dấu hiệu là đau bụng hoặc là đi tiểu rát, đi tiểu cũng gây ra đau hoặc là viêm đường tiểu, tiết niệu. Đó. Đó, những dấu hiệu đó thì chúng ta cũng phải lưu ý để chúng ta đi khám sớm, đừng có được ngại. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Có thể thấy là tất cả những cái bệnh lý này thì nó đều, nếu như mà để lâu thì vẫn sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là lớn. Và một trong những cái hậu quả mà đáng tiếc nhất là sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của những người phụ nữ, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là khi mà có những dấu hiệu thì chúng ta phải bỏ qua cái tâm lý ngại ngùng vẫn thường có để mà nhanh chóng đến gặp các bác sĩ và có được những lời khuyên chính xác nhất. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả, trước khi tìm hiểu những thông tin tiếp theo, xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự khoa học sau đây. Các bệnh lý phụ khoa là các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh dục của phụ nữ. Không những khiến cho người phụ nữ mất tự tin mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Hầu hết mọi phụ nữ đều ít nhất một lần mắc bệnh phụ khoa trong đời. Nhiều bệnh phụ khoa có thể tái phát nhiều lần và để lại biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và thậm chí dẫn đến vô sinh ở nữ giới. Một số bệnh lý phụ khoa thường gặp như viêm nhiễm phụ khoa. Đây là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng vi khuẩn trong môi trường âm đạo. Các vi khuẩn không có lợi gia tăng và dẫn đến các bệnh lý viêm nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời, những viêm nhiễm này sẽ dẫn đến các bệnh lý nặng hơn như viêm tử cung, viêm phần phụ mạn tính, đặc biệt là có thể dẫn tới vô sinh, sẩy thai, sinh non. Lạc nội mạc tử cung. Đây là tình trạng tế bào nội mạc tử cung phát triển ở ngoài buồng tử cung và một số vị trí ở trong vùng chậu. Những lớp niêm mạc này sẽ bong ra trong kỳ kinh nguyệt và được tái tạo lại sau khi chu kỳ này kết thúc. Bệnh xảy ra khi các mảng niêm mạc không đi ra ngoài mà ở lại trong tử cung hay đi ngược lại lên buồng trứng, gây viêm nhiễm và đau đớn. U xơ tử cung. U xơ tử cung là những khối u lành tính của tế bào cơ trơn tử cung và thường gặp ở phụ nữ từ 35 đến 50 tuổi. Tùy vào vị trí và kích thước của khối u mà biểu hiện bệnh sẽ khác nhau. Mặc dù đa phần u xơ tử cung là lành tính, nhưng có một số loại u xơ tử cung gây vô sinh, sẩy thai hoặc ngôi thai bất thường. Ung thư cổ tử cung là tình trạng các tế bào ở cổ tử cung tăng sinh và phát triển vượt quá mức kiểm soát của cơ thể, có thể xâm lấn và tràn lan tới các cơ quan xung quanh ngoài cổ tử cung. Trong đó, virus HPV được xác định là nguyên nhân chủ yếu. Ngoài các bệnh lý trên, còn có các bệnh lý khác như buồng trứng đa nang,
viêm lộ tuyến tử cung, ung thư buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng sinh sản của người phụ nữ. Trên thực tế, các bệnh phụ khoa nếu được thăm khám và can thiệp điều trị kịp thời thì sẽ được xử lý tương đối đơn giản, tỷ lệ bệnh được chữa khỏi hoàn toàn là rất cao. Tuy nhiên, nếu như bệnh nhân chủ quan, không đi chữa trị từ sớm, thì các bệnh lý này có thể biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang quay lại với chương trình Sống Khỏe Một Ngày số đặc biệt với chủ đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Ngày hôm nay chúng ta có sự trò chuyện đến từ bác sĩ Thùy Dương và diễn viên Băng Tình. Xin được hỏi bác sĩ, đó là hiện nay thì chúng ta đang có những phương pháp nào để điều trị các bệnh lý liên quan đến bệnh phụ khoa ạ? Điều trị viêm âm đạo thực ra là hơi khó khăn đấy, mặc dù đó là bệnh thường gặp. Lý do vì sao khó khăn? Lý do là vì những vi khuẩn có hại ở trong âm đạo sẽ tạo ra được cái màng bọc đó gọi là biofilm. Đó, tức là màng bọc sinh học này sẽ ngăn cản kháng sinh đến để diệt những vi khuẩn có hại đấy. Đó, nên là đây là một trong những cái yếu tố mà rất là gây khó khăn trong việc điều trị. Đó, vì phác đồ điều trị những bệnh viêm âm đạo thì đầu tiên là bác sĩ sẽ phải kê kháng sinh để diệt những vi khuẩn có hại này. Cái kháng sinh này là điều trị là trong giai đoạn tấn công có thể kéo dài là 1-2 tuần, nhưng mà giai đoạn duy trì sau đó sẽ rất là kéo dài từ khoảng từ 4 tháng cho tới 6 tháng. Đó, thời gian rất là dài nên là điều trị rất là khó khăn và vất vả. Và bác sĩ thấy rằng là những bệnh nhân có viêm âm đạo thì lại dễ bị tái phát, tức là sau khi điều trị xong rồi thì lại tái phát trở lại. Đó, rất là điều trị. Thì người ta sẽ phải tìm cách làm sao để ngăn ngừa cái tình trạng tái phát này. Thì người ta thấy rằng là các bằng chứng khoa học thấy rằng là ngoài cái việc mà cho kháng sinh để diệt những vi khuẩn có hại đấy thì sẽ phải là hồi phục lại cái độ pH của âm đạo. Đó, như đề cập vừa nãy, pH âm đạo là từ 4.0 cho tới 4.5, chúng ta phải hồi phục lại. Thứ hai nữa là chúng ta phải hồi phục lại hệ vi sinh trong âm đạo, những loại khuẩn trong âm đạo này, đó, tên là Lactobacillus. Thì để làm hai câu chuyện đó thì bác sĩ sẽ thứ nhất là bổ sung thêm acid boric, đó, dạng gel đã đưa vô trong âm đạo để làm sao mà hồi phục lại cái độ pH của âm đạo. Thứ hai nữa là sử dụng thêm nội tiết tố phối hợp với kháng sinh, đó. Và còn một phương pháp thứ ba nữa là bác sĩ sẽ sử dụng những lợi khuẩn phụ khoa. Lợi khuẩn phụ khoa thì sẽ có hai cái chủng đặc hiệu. Trước đây thì chúng ta nghe nói là những lợi khuẩn thì chúng ta nghe tưởng là lợi khuẩn cho đường ruột thôi. Nhưng mà lợi khuẩn này là lợi khuẩn đặc hiệu được sử dụng ở trong phụ khoa. Đó, những chủng vi khuẩn này sẽ giúp cho hồi phục lại trí vi khuẩn ở trong âm đạo. Và rất là nhiều cái bằng chứng y khoa cho thấy rằng là khi dùng phối hợp với kháng sinh sẽ ngăn ngừa sự tái phát và giảm những triệu chứng về do mà viêm nhiễm nhanh chóng cho bệnh nhân. Dạ, từ trước đến giờ thì Băng Tình chỉ được biết những cái lợi khuẩn có tác dụng đến hệ tiêu hóa, và Băng Tình chưa được biết những cái lợi khuẩn mà có tác dụng đến những cái bệnh lý về phụ khoa ở phụ nữ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Băng Tình biết được những cái cơ chế của lợi khuẩn này nó có tác dụng như thế nào đối với cả bệnh lý của phụ nữ ạ? Tôi muốn chia sẻ cho tất cả các chị em là lợi khuẩn không chỉ nằm ở trong đường ruột đó, mà ngay cả trên da. Đó, trong niêm mạc mũi miệng của chúng ta đều có những lợi khuẩn hết đó, và đặc biệt là ở phụ khoa thì chúng ta có là những lợi khuẩn nằm trong âm đạo. Như chúng ta biết là vai trò của những lợi khuẩn này nằm ở trong âm đạo để làm gì? Thứ nhất là để làm sao mà giữ cho độ pH của âm đạo là đúng theo như sinh lý bình thường. Thứ hai nữa là những lợi khuẩn này tên là Lactobacillus sẽ giúp cho những vi khuẩn có hại đến mà không bám dính được, không có gây bệnh, không cư trú tại trong âm đạo được. Đó. Chính vì vậy nên là những cái loại khuẩn này sẽ giúp cho âm đạo không bị viêm nhiễm. Trước đây thì chúng ta chỉ thấy là tại vì trong đường ruột đó thì có nhiều loại khuẩn nhất, nên là lúc đó người ta sẽ làm những nghiên cứu về những sản phẩm cho đường ruột. Chúng ta nghĩ là dùng những men tiêu hóa hoặc men vi sinh đó là dùng cho loại khuẩn ở trong đường ruột đó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ biết thêm được một khái niệm nữa là chúng ta dùng loại khuẩn cho âm đạo, dùng cho phụ khoa để làm sao giúp cho các chị em phụ nữ là duy trì được độ pH bình thường, duy trong âm đạo bình thường và duy trì cái sức khỏe của phụ khoa. Thì những lợi khuẩn này được dùng trong những trường hợp nào? Những lợi khuẩn này thì thứ nhất, như chia sẻ vừa nãy, thì những lợi khuẩn này sẽ được dùng trong trường hợp là bị viêm nhiễm âm đạo do vi khuẩn hoặc do vi nấm. Thì một mình tác dụng của lợi khuẩn thôi thì chưa đủ, nhưng sẽ phải dùng phối hợp với kháng sinh. Việc thứ nhất, kháng sinh sẽ có tác dụng là diệt những vi khuẩn có hại, nhưng sau đó những lợi khuẩn này sẽ giúp duy trì cho âm đạo của người phụ nữ về cái độ khỏe mạnh, về cái độ sinh lý bình thường để cho âm đạo hồi phục lại. Thì chính cái sự hồi phục này sẽ giúp ngăn ngừa cái chuyện mà tái phát.
Còn nếu mà chỉ dùng kháng sinh không thì rất là dễ bị tái phát trở lại, hoặc là dễ bị kháng kháng sinh. Các bằng chứng lâm sàng còn cho thấy rằng là người ta đang muốn sử dụng lợi khuẩn trong phụ khoa trong một số trường hợp, ví dụ như là ung thư cổ tử cung. Vậy vai trò ở trong ung thư cổ tử cung là gì? Người ta thấy rằng là sẽ làm giảm phản ứng viêm, những lợi khuẩn âm đạo sẽ làm giảm phản ứng viêm, làm cho những cái tác dụng phụ do xạ trị của trong ung thư cổ tử cung. Còn một số nghiên cứu khác nữa là những lợi khuẩn trong âm đạo này và sẽ làm cho là sẽ giúp cho cái trường hợp mà những phụ nữ mà tiền mãn kinh, những cái tác dụng khó chịu ở trong phụ khoa của phụ nữ tiền mãn kinh, đó là một số cái tác dụng của lợi khuẩn trong âm đạo. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì những trường hợp nào có thể sử dụng lợi khuẩn như này, và băng tình thì có sử dụng được không ạ? Thì hiện giờ bằng chứng khoa học cho thấy đó là những lợi khuẩn mà phụ khoa đó thì thường là thấy có hiệu quả nhất là trong những trường hợp mà chúng ta bị viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc viêm nấm, vi nấm. Những trường hợp này khi mà sử dụng chung với kháng sinh sẽ ngăn ngừa được sự nhiễm trùng tái phát và làm cho cái niêm mạc của âm đạo được khỏe mạnh hơn. Thì nếu mà về băng tình, nếu mà thấy rằng là nếu mà có tình trạng viêm nhiễm thì chúng ta vẫn phải đi khám định kỳ, khám phụ khoa trước và sau đó chúng ta bổ sung để chúng ta phòng ngừa những cái sự lây nhiễm. Rõ ràng là những cái hướng đi mới trong việc ứng dụng các cái chủng lợi khuẩn hiện nay làm cho chất lượng về khám chữa bệnh dần trở nên tốt hơn, nhất là trong những chủ đề mà như chúng ta đang bàn tới ngày hôm nay, những bệnh lý phụ khoa của phụ nữ. Và để tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm về chủ đề này thì xin mời hai vị khách mời, xin mời Tuyết Ngân và xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tại Việt Nam, có đến 75% phụ nữ gặp phải vấn đề về sức khỏe âm đạo như nấm âm đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu ít nhất một lần trong đời. Đây là thông tin được chia sẻ tại hội thảo tăng cường sức khỏe phụ nữ và duy trì lối sống khỏe mạnh diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết, biện pháp tốt nhất để duy trì cân bằng hệ vi sinh bao gồm những thay đổi trong chế độ ăn uống như hạn chế ăn đường, tránh thực phẩm chế biến sẵn và kết hợp nhiều thực phẩm giàu lợi khuẩn vào bữa ăn. Ngoài chế độ ăn uống, các chuyên gia tại hội thảo cho biết lợi khuẩn có tên khoa học Lactobacillus được tìm thấy tự nhiên trong âm đạo khỏe mạnh, giúp cân bằng và duy trì sức khỏe âm đạo. Việc bổ sung lợi khuẩn này là cách chăm sóc, điều trị an toàn đối với các bệnh nhiễm trùng âm đạo thông thường. Đây là hai dòng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều nhất thế giới dành riêng cho sức khỏe phụ khoa. Kết quả mang lại hiệu quả nổi trội khi kết hợp cùng với nhau. Các nhà khoa học đã thử nghiệm trên 2.500 phụ nữ trên thế giới và nhận được hiệu quả đáng kinh ngạc. Các nghiên cứu cho thấy các lợi khuẩn này bám rất chặt vào bề mặt biểu mô đường tiết niệu. Vai trò của chúng ở đó là thay thế vị trí và tống vi khuẩn gây hại nhờ việc cân bằng độ pH và tạo ra axit lactic. Các lợi khuẩn này cư trú trong âm đạo và ngăn chặn vi khuẩn hay nấm gây bệnh. Ngoài ra, chúng còn tăng khả năng miễn dịch tự nhiên cho âm đạo, chống lại nấm Candida albicans. Loại nấm này là nguyên nhân chính gây ra viêm nhiễm, nhiễm trùng âm đạo. Bên cạnh đó, các lợi khuẩn còn giúp giảm các cơn đau do viêm nhiễm gây ra. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy bộ đôi lợi khuẩn này có hiệu quả khi dùng riêng hoặc dùng cùng với các phương pháp trị phụ khoa thông thường, có thể giúp đẩy nhanh tác dụng điều trị khi được dùng cùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống nấm, đồng thời cũng cho thấy là men vi sinh không làm tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh. Và với chủ đề về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mà chúng tôi đang nói tới ngày hôm nay thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng đã tương tác với chương trình thông qua hệ thống fanpage là VTVA Chất lượng Cuộc Sống và mong muốn kết nối tới bác sĩ Vũ Thùy Dương. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi như sau. Tôi năm nay 45 tuổi và hiện đang bị viêm đường tiết niệu. Bác sĩ có thể tư vấn hướng điều trị cho tôi được không ạ? Thưa chị, là viêm đường tiết niệu thì cũng là một cái bệnh rất là thường gặp và gây ra nhiều cái sự khó khăn, gây ra nhiều sự khó chịu cho bệnh nhân. Thì để chắc chắn là chị sẽ phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ chuyên khoa có thể kê cho mình cái loại kháng sinh để điều trị cái tình trạng viêm nhiễm tại đường tiết niệu này. Đó. Và tiếp theo nữa là chị sau khi mà khám xong thì chị sẽ phải, nếu mà chị bị viêm đường tiết niệu tái tới tái lui, đó, khi đã điều trị kháng sinh một đợt rồi, đã điều trị xong rồi mà chúng ta lại bị tái tới tái lui thì chúng ta sẽ phải coi lại, bác sĩ sẽ phải đi khám lại bác sĩ và trong trường bác sĩ sẽ coi là chị có bị làm bất thường về cấu trúc ở đường tiết niệu hay không, đó, và mình sẽ phải điều trị cái phần bất thường đấy. Đó.
Còn nếu không có thì chúng ta sẽ phải, chị sẽ phải coi lại về cái vệ sinh. Vấn đề vệ sinh thì nhỉ, chúng ta sẽ cố gắng dùng những cái xà phòng mà không có chất kiềm quá cao để chúng ta không phá vỡ cái môi trường axit ở trong âm đạo và vùng tiết niệu của mình. Đó. Chúng ta không, chị sẽ không mặc quần quá chặt. Quần chặt cũng làm cho cái khí hậu nóng ẩm sẽ làm cho thay đổi những cái hệ vi sinh vật ở trong âm đạo. Và mình sẽ cố gắng là kiểm soát stress. Tôi dùng từ kiểm soát stress tại vì cuộc sống như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào tránh được, nhưng mà chúng ta sẽ phải kiểm soát một cách tối đa. Và chúng ta sẽ và chị sẽ phải có những chế độ sinh hoạt và những dinh dưỡng đầy đủ chất để giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch tốt hơn, để không bị nhiễm trùng tái phát. Và chị có thể tham khảo thêm một số lợi khuẩn, sử dụng thêm lợi khuẩn để điều trị trong cái trường hợp mà mình bị viêm nhiễm tái phát như vậy. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với câu hỏi tiếp theo mà các khán giả đã gửi về. Bổ sung lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ thì liệu có gây dị ứng hay không ạ? Nếu mà chủng lợi khuẩn mà thuần chủng á, thì bản thân nó là đem lại lợi ích sức khỏe nên sẽ không gây dị ứng. Tuy nhiên là khi trong một cái viên thuốc thì có sẽ thêm những thành phần phụ gia, và một số người cũng có thể có sẽ ảnh hưởng là bị dị ứng với những cái thành phần phụ gia đó. Đó. Và một trong y văn thì cũng đã ghi nhận một số trường hợp là nếu mà trong quá trình sản xuất ở một những công ty mà không đủ uy tín và không đủ sự giám sát thì ngoài những chủng lợi khuẩn đó có thể bị lây nhiễm bởi những chủng khác đó, khi những chủng vi khuẩn khác đó có thể gây hại tới sức khỏe của người sử dụng. Nên là khi mà chúng ta sử dụng lợi khuẩn hoặc những sản phẩm bổ sung thì chúng ta nên lựa chọn những công ty uy tín dựa trên những nghiên cứu khoa học, có những thử nghiệm lâm sàng đã công bố là có lợi cho sức khỏe thì chúng ta mới sử dụng. Xin được cảm ơn bác sĩ Thùy Dương. Và câu hỏi tiếp theo cũng là sự băn khoăn của rất nhiều những người mẹ. Đó chính là hiện tôi đang cho con bú. Vậy thì việc bổ sung lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ thì có gây ra ảnh hưởng gì đối với quá trình này không ạ? Vậy là chị đang cho con bú đúng không? Đó thì chúng ta khi mà chị muốn sử dụng những lợi khuẩn để điều trị cho những bệnh lý phụ khoa thì giờ chúng ta sẽ phải chọn những lợi khuẩn nào mà họ có thông tin về là sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Nếu mà những sản phẩm, những lợi khuẩn mà không có đề cập tới vấn đề này là chúng ta không được sử dụng. Tương tự như một số loại vitamin hoặc khoáng chất thì nếu mà khi mà dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, chúng ta phải điều chỉnh liều lượng phù hợp cho đối tượng này. Đó, thì ở lợi khuẩn cũng vậy. Và chúng ta phải sử dụng những chủng lợi khuẩn mà được phép sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Đó. Và nếu mà ngay cả khi trong khi mang thai đang cho con bú mà chúng ta có những vấn đề về phụ khoa, những triệu chứng hoặc là những dấu hiệu biểu hiện của bệnh phụ khoa thì chúng ta hoàn toàn vẫn phải đi chữa trị như bình thường và chúng ta có thể sử dụng lợi khuẩn để làm cho niêm mạc âm đạo tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Thùy Dương. Và nếu quý vị còn có thêm các câu hỏi nào khác thì hãy tiếp tục truy cập vào trang fanpage của chúng tôi có địa chỉ là VTV2 Chất Lượng Cuộc Sống. Và chúng ta đang ở thời điểm những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi, không biết là diễn viên Băng Tình còn có những cái băn khoăn hay là thắc mắc nào muốn hỏi bác sĩ của chúng tôi hay không? Thì Băng Tình cũng có những cái suy nghĩ về những cái dấu hiệu về cái bệnh viêm đường tiết niệu ấy, bác sĩ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cho, ví dụ như Băng Tình ấy, những lúc mà mệt mỏi hay căng thẳng hoặc là do cái yếu tố về thời tiết thì cũng làm cho cơ thể mình cảm thấy nhọc, và khi mà lúc mà mình đi tiểu á thì nó cũng kiểu đi tiểu là tiểu nhất ấy, thì đó có phải là dấu hiệu của viêm đường tiết niệu không ạ bác sĩ? Đúng rồi, Băng Tình là chia sẻ rất là đúng. Đúng là cái dấu hiệu mà tiểu dắt hoặc những dấu hiệu mà chúng ta cảm thấy nước tiểu có mùi hơn khác bình thường hoặc là dịch tiết âm đạo có bất thường khác chính là những dấu hiệu của sự viêm nhiễm, và chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải đi làm xét nghiệm, phải đi khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm và điều trị. Những bệnh nhân mà đang mắc những cái triệu chứng về viêm nhiễm đó thì ngoài những cái phác đồ điều trị ra thì những bệnh nhân đó thì phải lưu ý những cái chế độ như thế nào thưa bác sĩ? Ví dụ như là ăn uống hoặc là sinh hoạt hoặc là cuộc sống hàng ngày thì cần phải lưu ý những gì ạ? Vâng, đúng rồi. Để làm sao duy trì được sức khỏe của phụ nữ, sức khỏe sinh sản hoặc sức khỏe về phụ khoa tốt nhất thì chúng ta sẽ, các chị em chúng ta sẽ phải lưu ý một số vấn đề như sau. Đó. Thứ nhất là chúng ta về vấn đề vệ sinh. Chúng ta sẽ sử dụng những xà bông, xà phòng nhưng mà không có quá tính kiềm đó để duy trì cái độ pH. Chúng ta không thụt rửa sâu vào trong âm đạo sẽ làm tổn thương cái niêm mạc âm đạo. Đó. Tiếp theo nữa là mặc quần, chúng ta sẽ lựa chọn những trang phục phù hợp, không quá chặt, nó làm cọ sát và ảnh hưởng tới niêm mạc âm đạo. Đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải có một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, về chế độ vận động, tập thể dục. Ăn uống thì đa dạng đủ chất xơ, những phần chất xơ này sẽ giúp cho những lợi khuẩn và của sức khỏe của chúng ta. Đó.
Rồi, và cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải, ví dụ cẩn thận khi dùng thuốc, chúng ta không tự ý mua thuốc để sử dụng. Đó, chúng ta phải cẩn thận, ví dụ những thuốc về kháng sinh liên quan tới điều trị viêm nhiễm, hoặc là những thuốc ngừa thai, những thuốc về nội tiết tố. Những khi mà chúng ta muốn sử dụng, chúng ta phải có sự tham khảo của ý kiến của bác sĩ. Và cuối cùng nữa là chúng ta sẽ tái khám định kỳ. Đó, ngay cả khi chúng ta khỏe mạnh bình thường, ở trong độ tuổi sinh sản thì chúng ta nên đi tái khám định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Đó, còn trong trường hợp khi chúng ta đang có bệnh lý thì chúng ta phải tái khám thường xuyên hơn để chúng ta phát hiện sớm, kịp thời và điều trị sớm. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và trong phần cuối của chương trình thì xin mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một số thông tin cuối cùng mà chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Bệnh phụ khoa nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến khả năng sinh sản ở nữ giới. Bởi thế, bên cạnh việc quan hệ tình dục an toàn và vệ sinh cơ thể hàng ngày, các chị em cần trang bị những kiến thức cơ bản để phòng tránh bệnh phụ khoa. Có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung nhiều thực phẩm tốt cho cơ thể, không sử dụng các chất kích thích. Tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bổ sung men vi sinh có thành phần lợi khuẩn đã được khoa học chứng minh là có khả năng tiếp cận đường âm đạo và hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe âm đạo. Tránh tình trạng tái phát nhiều lần, chị em cần tuyệt đối tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, không bỏ dở hay ngắt quãng khi đang điều trị. Thưa quý vị khán giả, chủ đề về sức khỏe phụ nữ vốn dĩ có rất nhiều những điều khó nói, nhưng có lẽ là thông qua chương trình ngày hôm nay thì tất cả quý vị khán giả cũng đã có thêm rất là nhiều những kiến thức để có thể bảo vệ được sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Không biết là diễn viên Băng Tình, sau khi nghe những cái lời chia sẻ đến từ bác sĩ Thùy Dương trong ngày hôm nay thì chị có những cảm nhận như thế nào ạ? Ngày hôm nay thì Băng Tình rất là vui khi được tham gia chương trình và được trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thùy Dương. Thì có những rất nhiều những kiến thức mà Băng Tình đang bị hỏng. Thì hôm nay được Kelsey được trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ thì Băng Tình cũng hiểu biết thêm được rất nhiều là những cái lợi khuẩn có tác dụng trực tiếp đến với bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Để Băng Tình có những cái kiến thức để phòng chống cho chính bản thân Băng Tình, cũng như là có kiến thức để có thể chỉ bảo được các chị em phụ nữ khác để sao mà phụ nữ chúng ta luôn có một sức khỏe rất là tốt, để tự tin hơn trong cuộc sống, để luôn tràn đầy năng lực và sức đẻ xinh đẹp. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Cảm ơn bác sĩ ạ. Quả thật là khi mà chúng ta có những cái biểu hiện hay mắc những cái bệnh lý về phụ khoa, những bệnh phụ nữ, thì điều đó sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái lo lắng, và chúng ta cũng sẽ gây ra rất nhiều những cái sự khó chịu trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì chị em phụ nữ có thể làm gì để ngăn ngừa các bệnh lý về phụ khoa? Ngoài những chia sẻ vừa rồi lưu ý để chúng ta ngăn ngừa những bệnh phụ khoa, thì chúng ta sẽ còn phải có làm thêm làm sao mà giữ cho niêm mạc âm đạo ở trong một tình trạng tốt nhất, bằng cách là giữ pH và giữ cho những lợi khuẩn Lactobacillus đầy đủ ở trong âm đạo. Đó. Ngoài ra thì trong chế độ sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta sẽ phải có, ví dụ sinh hoạt tình dục có bảo vệ, sinh hoạt điều độ và ăn uống đủ chất. Đó là những cái tất cả những yếu tố để làm sao mà chúng ta, chị em phụ nữ có sức khỏe tốt nhất. Vâng, rõ ràng là chất lượng cuộc sống của chúng ta thì sẽ sinh ra từ sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thùy Dương và diễn viên Băng Tình đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và hy vọng là những thông tin này sẽ có thể lan tỏa được tới nhiều quý vị khán giả, nhất là nữ giới nhiều hơn nữa, để giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị khán giả, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không phải là quá khó, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Hy vọng là những kiến thức mà chúng tôi đã gửi đến thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho quý vị khán giả đã có được một sức khỏe tốt nhất. Còn bây giờ đã đến lúc nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau.